chơi game để giải trí hay là để cổ suý cho những hành động phạm pháp? Vấn đề đáng bàn luận này sẽ được đề cập trong câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Đánh đập, cướp của, thậm chí là giết người. Mới nghe ai cũng tưởng rằng đang nói về một vụ án nào đó, nhưng hóa ra nó lại là nhiệm vụ của hàng loạt. Okay. Let's see you next.